tâm giải quyết triệt để vấn đề đồng tâm. Mới đây, số đối tượng là Trịnh Bá Phương và Lê Đình Công đã đăng thông báo vụ việc đồng tâm. Theo như những lời kích động của số đối tượng này, tại đồng tâm có thể sẽ có đổ máu vào đêm ngày 29 tháng 12 hoặc ngày 30 tháng 12 vì Hà Nội chuẩn bị cưỡng chế khu đất mà đám phản loạn ở đồng tâm đang chiếm giữ trái phép. Dù không có bằng chứng nào được đưa ra, song thông báo này cũng thổi lên rằng lực lượng cưỡng chế được trang bị vũ trang tối tân đã kéo về khu vực đồng tâm. Thông báo cũng không quên vu cáo nhà cầm quyền cộng sản đã lăm le cướp đất đồng sen, hay như kêu gọi đám lưu manh đồng tâm cùng bè lũ truy chống phá nhà nước chú ý ủng hộ. Vào trang Hà Tây Media của đám thảo khấu đồng tâm, thấy Lê Đình Công, Bùi Viết Hiệu, Tuyến Cục và Nguyễn Đức Trung có phát clip thông báo tương tự. Đặc biệt, các đối tượng này thề sẽ quyết tử để giữ bằng được phần đất đã ăn cướp được từ nguồn đất quốc phòng. Dù chưa thể khẳng định có chuyện Hà Nội sẽ cưỡng chế thu hồi đất ngay lập tức theo quyết định của thanh tra hay không, nhưng trước sau gì thì chính quyền cũng phải thu hồi phần đất đã bị đám thảo khấu ở đồng tâm lấn chiếm để phục vụ mục đích an ninh quốc phòng. Và tiếp sau đó sẽ là câu chuyện xử lý những cá nhân đang ngông cuồng thách thức pháp luật xâm phạm tới lợi ích của cả cộng đồng. Chúng ta đã từng chứng kiến những đối tượng tham nhũng đất công, biến của công thành của tư. Chúng ta cũng từng chứng kiến những kẻ tham lam, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền các địa phương, lấn chiếm đất công, rồi tìm cách đòi đền bù khi bị thu hồi. Nhưng có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy một đám người lấn chiếm đất quốc phòng, rồi khi bị phát hiện thì ngang nhiên thách thức pháp luật như ở đồng tâm. Từ đây đã tạo ra các tiền lệ cực kỳ nguy hiểm, không chỉ ở Hà Nội mà còn ở các địa phương khác. Hành vi của những đối tượng cướp đất quốc phòng ở đồng tâm đã trực tiếp xâm hại tới sự an nguy của đất nước. Vì lợi ích của cả xã hội, của cả cộng đồng, có lẽ đã đến lúc pháp luật cần được thực thi nghiêm túc, đã đến lúc chính quyền cần quyết liệt thực thi công lý và trừng trị đích đáng những kẻ vi phạm pháp luật tại đồng tâm.